Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm tiết lộ cuộc sống đầy biến cố tại Mỹ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm hiếm hoi trải lòng về cuộc sống đầy tủi thân bên Mỹ. Từng là thần đồng cải lương, bà chấp nhận đi làm phục vụ bàn, trải qua nhiều khó khăn, vất vả khi ở đất khách quê người. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng và cố nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thanh Thanh Tâm sớm đã thừa hưởng những tinh hoa cải lương. Tài không đầy tuổi, bà theo chân ba mẹ, đi hát từ năm 4 tuổi đến 8 tuổi đi đóng phim và được mọi người ưu ái với danh xưng thần đồng cải lương. Sở hữu nhan sắc thanh tú cùng tài năng thiên phú, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm sớm đạt đỉnh cao sự nghiệp, chạm ngưỡng 60 tuổi, bà vẫn được khán giả đồng nghiệp yêu thương, nhắc đến dù đã rời hào quang sân khấu, đáng tiếc cuộc sống đời tư của bà lại không may mắn như sự nghiệp. Trải lòng tại chương trình Gõ Cửa, nữ nghệ sĩ ngậm ngùi, trong lòng tôi suy nghĩ hào quang đỏ là tự tôi mê về cuộc sống cố gắng hát thôi, chứ tôi không thích nó. Mỗi lần hào quang trong nghề, tôi tới y như rằng sau đó sẽ có một điều không may mắn đến, nhất là chuyện tình cảm. Trong cuộc đời đi hát mấy chục năm, rất nhiều lần tôi xin khẩn tổ nghiệp không đi hát nữa, nhưng tổ không cho. Biết được thời điểm đang đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả, sang Mỹ định cư làm lại từ đầu. Trước đó nữ nghệ sĩ đã đi diễn ở nhiều lần nhưng chưa khi nào, vẫn sang ở luôn khi đó. Khi mẹ mất, bà đau buồn vì những quyết định rẽ ngang này. 10 năm sau ở bên Mỹ, dù không đối mặt với nhiều khó khăn, tủi thân ở đất khách quê người, nuôi hai con ăn học, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng chưa một lần hối hận hay hổ thẹn với những công việc tay chân mà bà đã chọn. Tôi cũng xác định qua đây nghề hát phụ, chứ cũng không nhớ anh em nghệ sĩ nhiều. Vừa qua Mỹ tôi đi học làm nail mà có nhiều người giữ, làm tôi sợ lắm. Được 2 năm thì tôi nghỉ, rồi tôi đi làm bưng bê, dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở. Được một thời gian, cô quản lý nhỏ tuổi hơn, con gái tôi nạt tôi. Tôi thấy cô ấy không được người tôn trọng, khóc quá trời rồi xách cái túi đi về. Tôi thấy công việc đó không gì xấu hổ, nó cũng có công sức của mình. Tôi quay trở lại làm nail, chăm sóc, da mặt tới bây giờ là 8 năm. Dần dần cũng phải chấp nhận theo nghề này. Con mình thấy mẹ lâu lâu về nhà khóc, bảo mẹ đừng đi làm nữa, các con lo được mà tôi cũng không ở được. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, định cư xứ người nhưng lượng nghề của Thanh Thanh Tâm vẫn trải đều, trải đượm. Bà mang từ Việt Nam qua mấy thùng đồ diễn, kịch bản tuồng khi nào có show, nhận lời để thỏa nỗi nhớ nghề. Chia sẻ cùng Thủy Nga, bà nhắc lại một thời hoàng kim tại Việt Nam, những năm 1987, thần đồng cải lương Thanh Thanh Tâm trở thành hiện tượng trong giới cải lương khi diễn cặp ăn ý cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cả hai chạm đến trái tim khán giả qua những vở tuồng tái hiện một cặp tình nhân mùi mẫn. Trước thắc mắc của Thủy Nga về chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa ở cả hai ngoài đời, nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ, chỉ định đó là tình yêu trên sân khấu. Ai hát chung với anh Linh cũng vì thích ảnh hát nâng đỡ cho người bạn diễn. Từ chỗ nâng đỡ thì sau này sẽ có chỗ để liên kết với nhau. Chúng tôi chỉ có tình yêu trên sân khấu thôi. Còn ra đời tôi với anh Linh cãi nhau suốt, nhiều khi trong hậu trường cãi mà không nhìn mặt nhau luôn. Nhưng bắt đầu tới cảnh diễn là phải ôm nhau thảm thiết, dứt cảnh đó đi vô giận tiếp. Cũng có một đôi lần chúng tôi giận nhau tới mức không muốn diễn chung, nhưng đó là sự hiểu lầm thôi. Đôi khi mình giận nhau vậy đó, nhưng bước ra sân khấu tôi cũng không còn là Thanh Thanh Tâm nữa, mà là nhân vật trong vở diễn. Anh Vũ Linh cũng không phải là Vũ Linh nữa, bà bày tỏ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm tiết lộ thêm. Tình trường ngày càng trẻ thì chọn người yêu khá khó tính, soi trẻ về ngoài, chi tiết đến cả móng tay. Sau nhiều mối tình còn xuân xanh và cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà bây giờ khép kín cửa trái tim, chỉ mong cuộc sống cây quần bên con, người thân và công việc dù có người làm mai, nữ nghệ sĩ cũng thẳng thừng từ chối chỉ sau một lần gặp. Con gái nghệ sĩ Nam Hùng trải lòng,
Tôi phân vân tại sao người ta nói bên Mỹ cần một người đàn ông, một người cực kiếm làm mai cho mình. Tôi cũng hơi khó tính một chút, giới thiệu người nào cũng nói không được. Mà thực sự tôi cũng không muốn tôi thấy bên Mỹ sống một mình sướng mà. Đâu cần gì đàn ông, cái gì tôi cũng tự làm được hết. Ngày còn trẻ tôi quen nhiều, bây giờ tôi mệt mỏi rồi. Tôi nghĩ chắc con cũng không muốn tôi đi bước nữa. Các con có chuyện tình cảm mà tôi không tốt, buồn vui nhiều thì mẹ ở đây tốt hơn. Sau những chia sẻ của đàn chị, Thúy Nga cảm nhận được sự kiên cường, mạnh mẽ và độc lập phía sau người phụ nữ nhỏ nhắn này. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, không có ý định mượn tiệm nào khác, không thích càng gánh nặng khi làm chủ. Bà cũng không tham vọng một live show riêng đánh dấu gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, chỉ mong một live show có đầy đủ anh chị em nghệ thủy để thải lòng, nỗi nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.